khám xét chi cục đăng kiểm số 8 ở Cần Thơ. Công an thành phố Cần Thơ phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của chi cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tối ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét tại chi cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, địa chỉ tại số 138B1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của chi cục đăng kiểm số 8. Sau khi tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện thủy nội địa xong, đăng kiểm viên thường nhận tiền cao hơn định mức quy định, xác định có dấu hiệu của tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại chi cục đăng kiểm số 8, đồng thời ra lệnh khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.